Rồi, chào anh em. Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta đốt cái bầu DBF của những cái dòng xe gas động cơ Cummins CM220. Đó chỉ là cái dòng xe gas này thôi, và tất cả những cái dòng động cơ Cummins khác luôn. Nói chung đó là rất là nhiều anh em hỏi là tại sao mà chạy một thời gian là thường hay xuất hiện những cái đèn bung lúa ở đây, và nó yêu cầu xe chúng ta cần phải regen, cần phải đốt bầu. Thì không hiểu, anh em không hiểu được nó là gì. Ngày hôm nay tôi sẽ dùng cái này để chúng ta đốt bầu đó cho anh em. Đây là cái thông tin của động cơ này. Đấy. Để đó, cái khoảng đốt bầu của những dòng động cơ Cummins đó, thì chúng ta sẽ vào cái tính năng là Active. Rồi. Chúng ta sẽ vào After Treatment Diesel này, Regeneration. Đó. Nó sẽ yêu cầu chúng ta là một số cái là động cơ chúng ta phải nổ không tải, xe chúng ta phải dừng hẳn nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ nhấn OK. Rồi đây, trạng thái hiện tại của đầu DBF Regen đó là 0 nè, là inductive nè, tốc độ động cơ đang là 930 nè. Sẽ có rất là nhiều cái thông số khác ở dưới đây cho chúng ta xem, ví dụ như là suất đang là normal hay không. Ví dụ như những trường hợp mà xe chúng ta đã bị nghẹt rồi thì đây nó sẽ là unnormal nè. Đó, nhiệt độ của những cái con cảm biến nó đang là bao nhiêu ta biết. Rồi để kích hoạt đốt bầu, chúng ta sẽ nhấn vào Start. Anh em để ý nha, xe của tôi hiện tại là đang không có báo đèn bung lúa. Khi tôi sẽ kích hoạt cái chế độ này lên, tôi nhấn Start này. Đó, xe của chúng ta sẽ vào cái chế độ Regen. Nó sẽ đưa ra một số cảnh báo, đó là nhiệt độ khí xả nó phải trên 800 độ C này. Đó, rất là nhiều cảnh báo ở đây để anh em chúng ta có thể đọc. Đấy. Rồi, một khi là nó sẽ nhắc luôn cảnh báo này, một khi mà chúng ta đã regen thành công này thì chúng ta sẽ cần phải tiếp tục có thể đạp ga thêm tiếp tục 3-5 phút để cho nó hết được cái lượng khói rồi đấy. Chúng ta cứ nhớ tới những vấn đề đó. Rồi, sau khi tôi start thì đèn bung lúa nó đã sáng này, và xe chúng ta đã vào chế độ regen này, active. Tôi hoàn toàn không có đạp ga gì cả, hoàn toàn không đạp ga này, nhưng mà ga của chúng ta vẫn đang tự động lên khoảng 1200. Đó, nó để tiến hành quá trình đốt đó. Cái quá trình đốt này thì nó sẽ khoảng từ, có một số xe thì nó khoảng tầm 7-10 phút, một số xe nó khoảng tầm 20 phút, một số xe nó có thể lên tới khoảng tầm 30-40 phút, tùy vào những dòng xe và tùy vào cái lượng khói. Đó, thì chúng ta cứ làm cái regen nhiều lần để cho cái hệ thống DBF của chúng ta nó được sạch hơn. Rồi giờ thì xe này chúng ta sẽ cứ chờ để cho nó hoàn thành quy trình thôi. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.